Tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu về một phần cũng tương đối quan trọng ở trong Photoshop. Đấy là sử dụng các cái bộ lọc ở trong Photoshop, hay chúng ta gọi là filter, để tạo ra các cái hiệu quả đặc biệt ở trong cái bức ảnh. Về phần cơ bản thì kỹ năng quan trọng nhất đó là chúng ta chọn lựa được các cái đối tượng, cắt ghép được các đối tượng, rồi chỉnh màu, vân vân. Tuy nhiên cũng còn một cái phần nữa để tạo ra các hiệu quả đặc biệt thì các cái công cụ và các lệnh trước đây chúng ta trao đổi nó cũng vẫn chưa đủ, thì chúng ta sẽ làm việc thêm với các phần bộ lọc. Thế để sử dụng bộ lọc thì trước tiên là chúng ta giới thiệu như sau. Thì tất cả các bộ lọc ở trong Photoshop sẽ được cung cấp ở trong menu filter. Hầu hết tất cả mọi thứ trong Photoshop thì chúng ta đều có thể tự tạo ra thêm được, nếu như mà không muốn sử dụng những cái thứ mà do Photoshop cung cấp hoặc là các hãng thứ ba cung cấp. Tuy nhiên riêng với bộ lọc thì chúng ta không tạo được. Đấy, bộ lọc thì chúng ta phải sử dụng của Photoshop hoặc là của các hãng thứ ba mà người ta cung cấp. Ví dụ như pattern chúng ta không thích là chúng ta có thể tự tạo pattern, đúng không? Brush chúng ta không thích thì chúng ta cũng có thể tạo brush. Sau này nữa khi mà chúng ta nói về action chẳng hạn, thì không thích dùng action của người ta thì chúng ta cũng có thể tự tạo action của mình. Tuy nhiên riêng về cái bộ lọc thì chúng ta không làm được, mà chúng ta chỉ có sử dụng của họ mà thôi. Thế thì điểm lại một chút về bộ lọc thì trước đây thì bộ lọc nó được cung cấp theo cái dạng như chúng ta đang nhìn thấy đây. Tức là nó xếp thành ra là các cái thư viện khác nhau với các chủ đề, với các cái hiệu ứng, hiệu quả khác nhau. Và các bộ lọc này thì hoạt động theo nguyên tắc là bộ lọc đơn, có nghĩa là mỗi một bộ lọc chúng ta chỉ có thể sử dụng nó riêng rẽ mà không có cái sự so sánh giữa cái bộ lọc nọ với bộ lọc kia ở trong cùng một nhóm. Do đó thì cùng một cái bộ như thế, khi mà chúng ta muốn tìm hiểu xem là trong một trường hợp A, trường hợp B nào đó, dùng cái bộ lọc nào đem lại hiệu quả tốt hơn, thì thường là chúng ta rất mất thì giờ trong cái việc thử nghiệm và so sánh đó. Thế thì cho tới phiên bản 6.0 thì bắt đầu Photoshop có một cái sự cải tiến rất là cách mạng. Đó là họ đưa ra một cái khái niệm là Filter Gallery. Nó cung cấp cho chúng ta một môi trường để sử dụng cũng như là tìm hiểu về bộ lọc tốt hơn rất là nhiều so với trước đây. Thì Filter Gallery nó cung cấp cho chúng ta một cái cách sử dụng như sau. Khi tôi chọn một cái bức ảnh và tôi bấm vào Filter Gallery thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái môi trường làm việc bao gồm có 3 cái khu vực. Một khu vực lớn nhất nằm ở bên trái là nơi hiển thị cái cửa sổ quan sát review, giúp cho chúng ta có thể biết được là khi áp dụng một bộ lọc vào trong một vùng chọn, hoặc vào trong một bức ảnh, hoặc vào trong một layer, thì nó sẽ tác động tới cái vùng mà chúng ta sử dụng bộ lọc như thế nào. Khu vực thứ hai là nằm ở giữa này, thì nó cung cấp cho chúng ta một số các cái họ bộ lọc khác nhau, và muốn xem cái nào thì chúng ta bấm vào cái đó, nó sẽ mở ra và cung cấp cho chúng ta những cái bộ lọc con nằm ở trong cái họ này. Khi mà chúng ta bấm vào một cái bộ lọc cụ thể thì nó sẽ hiển thị những cái sự thay đổi của cái bức ảnh khi mà chúng ta áp dụng lên trên cái bộ lọc đó. Chúng ta có thể quan sát, có thể thử nghiệm bằng cách là chúng ta kéo các cái con trượt ở phía khu vực thứ ba là nằm ở cạnh phải này, bằng cách thay đổi các tham số của nó và quan sát trên cái cửa sổ review này, thì chúng ta có thể là xác nhận là cái bộ lọc này nó tác động vào đến đâu. Và điều quan trọng nhất mà cái môi trường Filter Gallery nó đem lại, đấy là cái sự so sánh giữa các bộ lọc nằm chung một nhóm với nhau. Đấy. Và thông qua cái cách như thế này thì chúng ta có thể là đánh giá được là cùng một cái hệ bộ lọc như thế này thì chúng ta dùng cái gì nó đem lại cái hiệu quả cao nhất, đem lại hiệu quả hợp lý nhất trong cái trong cái quá trình làm việc của chúng ta. Thế thì sau khi mà chúng ta quan sát đầy đủ rồi, ưng ý rồi, thì chúng ta sẽ nhấp OK để chúng ta chấp nhận cập nhật những cái sự thay đổi của cái bộ lọc vào trong cái bức ảnh của chúng ta. Thế đấy là cái nguyên tắc sử dụng. Tại vì trước đây nếu mà không ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó như thế này. Ví dụ tôi bấm vào trong một cái bộ lọc, nó sẽ cho tôi một cái kết quả nào đấy, và tôi cũng không thể so sánh được nó cùng với những cái khác.
chấp nhận là chấp nhận thế này không? Đấy, ví dụ như thế. Thì muốn mà kiểm nghiệm thử xem là một cái bộ lọc khác tác dụng vào đây nó có tốt hơn hay không, thì chúng ta lại phải undo lại, rồi chúng ta lại mở một cái bộ lọc khác chúng ta xem tiếp. Đấy. Thế nhưng mà cũng không phải là bất cứ cái bộ lọc nào nó cũng được đưa vào trong cái filter gallery, chỉ có một số giới hạn các bộ lọc được đưa vào đây. Và kể cả trong các cái thư viện được cung cấp trong này thì không phải cái nào nó cũng xuất hiện đầy đủ. Ví dụ như là cái phần bộ lọc distort này chẳng hạn, trong bộ lọc mà được cung cấp ở trong menu, trong menu filter thì nó số lượng nó có nhiều hơn, nhưng mà nó chỉ cung cấp cho chúng ta trong này là 3 loại thôi. Hoặc là ví dụ như là cái stylist này chẳng hạn, cũng thế, ở trong thực tế thì nó có nhiều hơn, nhưng mà nó chỉ cung cấp cho chúng ta một trường hợp là glowing edge này. Đấy. Thế nhưng như thế thì nó cũng đã là một cải tiến rất lớn rồi, nó giúp cho chúng ta rất là nhiều trong quá trình mà chúng ta thử nghiệm và tìm được một cái bộ lọc nào đó mà nó thật sự là phù hợp cho chúng ta. Bức ảnh này thì nó hơi lớn một chút, có lẽ là tôi sẽ lấy một cái bức nhỏ hơn cho nó tính toán và nó xử lý nhanh hơn. Đây, lấy thêm bức ảnh này, kích thước vừa phải đây. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau xem nhé. Tôi sẽ giới thiệu nhanh qua các cái bộ lọc này nó sẽ cung cấp cho chúng ta những khả năng như thế nào. Thế nhưng mà ở đây thì các bạn thấy rằng là khi mà tôi chọn cái này và vào cái filter gallery thì filter gallery nó đang bị mờ đi. Cái này thì nó lại dính dáng tới một cái phần mà hôm trước chúng ta đã nói ở trong menu email, đó là cái phần bit. Trong menu mode, email mode này thì có cái phần bit, thì bây giờ chúng ta đang thấy là bức ảnh của chúng ta đang là ở hệ 16 bit, do đó thì bộ lọc nó không chạy được. Thế vậy thì trước hết là chúng ta phải chuyển vào 18 bit đã, sau đó mở thử filter ra xem filter gallery đã chạy được hay chưa. Đấy, nếu mà cho các trường hợp các bạn mở filter gallery ra mà nó không cho phép chạy thì việc đầu tiên phải nhớ đó là kiểm tra lại cho tôi cái phần mode bit đấy, thì nó đã nằm ở cái lựa chọn 8 bit hay chưa. Cao hơn thì buộc lòng chúng ta phải convert xuống thấp hơn. Thế và bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra xem. Đây, đầu tiên là giới thiệu về cái phần bộ lọc artistic. Artistic về mặt nguyên tắc thì chúng ta sẽ thấy là nó cung cấp cho chúng ta một cái phương pháp làm việc, đó là thay vì hiển thị một cái bức ảnh như dạng thông thường thì nó sẽ can thiệp vào để tác động tới bức ảnh, làm cho bức ảnh có cái hình thức trông giống như các tác phẩm nghệ thuật. Nó có thể là mô phỏng là các cái chất liệu, ví dụ như chúng ta đang nhìn trên màn hình này là color pencil, thì nó sẽ giúp chúng ta là biến đổi cái bức ảnh nó ra thành những cái bức vẽ bằng chất liệu chì màu. Đó, Kuto chẳng hạn, thì chúng ta có cái bức hình là vẽ bằng màu dầu, nhưng mà người ta không phải là bằng bút lông mà người ta dùng bay, người ta chát thành các mảng miếng. Dry brush thì nó sẽ sử dụng như là bút lông nhưng mà vẽ theo kiểu là bút khô, ít cái dung môi. Film grain thì không hẳn là vẽ nhưng mà nó mô phỏng sang một cái chất khác, giống như là một cái phim chụp hoặc là một cái bộ phim mà quay, thế nhưng mà nó không phải mới mà là phim cũ rồi. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta xem những cái phim cũ ở trên màn hình ấy, thì nó không được trong trẻo nữa, nó sẽ có rất là nhiều hạt nhiễu, hạt nổ và làm cho nó răm trên bề mặt như là cái bức hình này. Đấy, fresco thì nó nhấn mạnh nhiều tới, nó cũng là một dạng giống như bút vẽ nhưng mà nó nhấn mạnh rất là nhiều tới những cái khu vực mà tối màu ở trong cái bức hình. Neon glow thì nó lại cung cấp cho chúng ta một cái cách xử lý khác, đó là nó đưa cho chúng ta một cái dạng là như là một khuôn hình đang bị chiếu sáng ở cái bằng một cái ánh đèn neon mà nó bắt vào một số các cái màu sắc vào đây. Nhưng cái này thì chúng ta cũng lại phải lưu ý một tí là nó có liên quan gì tới những cái màu ở trong cái tiền cảnh hậu cảnh này hay không. Thế thì
Ví dụ như là ở đây thì chúng ta lại thấy rằng nó lấy cái màu tổng là nó lấy màu theo màu tiền cảnh. Đó. Cái này trước đây thì là gì đấy ạ? Xanh đỏ cái này cơ đúng không? Đấy. Khi nó chịu tác động của cái màu tiền cảnh, đồng thời cái glow này chúng ta để cho nó màu gì thì nó sẽ hắt ánh giống như cái đèn neon chiếu vào trong cái cảnh, nó sẽ hắt một phần ánh đèn vào đây. Đấy. Paint to dark thì cái cách này cũng là một cái cách vẽ bằng những cái nhát ngắn, nhát màu ngắn. Palette knife giảm lược các cái khu vực màu đi, các chi tiết đi. Các nhát bút càng dài thì chi tiết nó càng bị giảm lược. Plastic wrap. Cái này thì nó không hiển thị theo một cái kiểu chất liệu nào đấy can thiệp vào trong bức tranh, mà nó lại là một dạng phủ một cái lớp mà nhựa trong lên trên cái bức ảnh, và nó làm cho nó có những cái chỗ mà giống như là cái sự lùng bùng của cái chất liệu của ni lông hoặc là cái màng mỏng ở phía trên cái bức ảnh. Poster edge. Cái này thì nó hơi thiên sang cái chất trông giống như là tranh gỗ màu. Nó can thiệp vào rất nhiều phần nét đen. Và cái phần posterization này thì nó sẽ cho chúng ta là giản lược hay là mịn màng cái khu vực chuyển màu. Cái phần các cái khu vực gọi là ranh giới giữa các vùng màu nó được làm rõ lên hay là mờ đi thì nó sẽ phụ thuộc vào cái contrast edge intensity này. Rule pastel mô phỏng theo cái cung cách vẽ bằng phấn. Ở đây thì chúng ta có mấy cái tham số, ví dụ như stroke length thì là cái nét vẽ nó dài hay ngắn. Stroke detail nhiều, nhấn chi tiết nhiều hay là không. Thực ra là nó đẩy và mạnh hay là nó làm nhẹ cái độ tương phản. Đấy. Thế còn texture thì nó lưu ý tới cái vấn đề là về chất liệu cái nền, vẽ trên cái nền gì. Nền ví dụ như là chúng ta thấy là ở đây chúng ta có brick này, vẽ trên tường này, đó, vẽ trên tường gạch này, burlap này, canvas thì nó là vẽ trên chất liệu vải này, đó, sandstone thì vẽ trên cái nền giống như là nền nền vữa xi măng. Đấy, thế còn scale thì nó sẽ làm cho những cái texture, những cái chất liệu này nó trở nên to hơn, rõ hơn, ví dụ ganh vải này hay là cái vết vữa các thứ, hoặc là cái gạch nó to nhỏ, vân vân. Thế còn cái light thế này thì nó sẽ quy ra là cái chiều chiếu sáng vào trong cái bức hình nó là thế nào, thì nó do có tính chất lồi lõm ở trên cái chất liệu cho nên là nó sẽ có cái sự khác biệt khi mà chúng ta chiếu sáng vào. Đấy, chỗ phần nào sáng, chỗ phần nào tối thì nếu trên các mặt lồi lõm thì nó sẽ khác biệt nhau. Smooth stick vẽ nhưng mà chất liệu thì là giống như là kiểu bút sáp. Sponge đưa các cái đưa các cái chất liệu vào trong cái bề mặt này. Cái này thì bạn nhìn nó hơi giống như là kiểu kiểu cái hoa văn ở trên tôn đấy nhỉ. Trên cái mặt tôn. Chi tiết hay không chi tiết thì chúng ta xem vào cái phần smooth. Smooth càng lớn thì chi tiết nó càng mất đi, nó càng làm mờ làm nhòe các cái ranh giới và chi tiết của cái bức ảnh. Underpainting hoặc là watercolor. Watercolor thì nó là cái chất liệu gì đây nhỉ? Màu nước. Đấy. Thế thì về cơ bản thì cái này nó là một cái dạng mà mô phỏng từ ảnh sang một cái chất liệu hoặc
là một cái phủ thêm một chất liệu gì ở bên trên, hoặc là chiếu thêm ánh sáng vào, thì đấy là cái tác dụng của cái nhóm bộ lọc Artistic. Thế còn nếu mà chúng ta xem sang một cái chất liệu khác là Brushstroke thì lúc này nó sẽ để ý nhiều hơn về cái phần ranh giới, mô phỏng các dạng nét bút và để ý nhiều tới phần ranh giới giữa các khu vực màu khác, khu vực chi tiết khác nhau. Đấy, Ascended Edge này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó làm rõ lên những cái phần mà ranh giới giữa các vùng màu, các khu vực hình khác nhau. Sẽ có cái sự làm rõ nhiều hay ít ở cái phần Edge Width này, thì nó sẽ làm to, nó làm rõ cái nét vẽ ra. Đấy, rồi Edge Brightness này thì nó sẽ làm cho các cái nét đấy thì được làm theo cái cách làm tối hay là làm sáng. Kéo sang bên trái thì các nét phân tách là nó sẽ là nhấn vào màu tối. Thế còn nếu mà chúng ta kéo sang bên phải thì các bạn sẽ thấy là cái phần nét mà vẽ phân tách ra những cái khu vực khác nhau này thì nó sẽ được làm sáng. Thế còn Smooth thì nó sẽ làm mờ toàn bộ ở trên bức ảnh, mờ nhiều, mờ ít, vân vân, thì do chúng ta kéo ở đây. Phần tiếp theo là Angle Stroke thì nó sẽ mô phỏng cho chúng ta cái bức hình này được vẽ lại nhưng mà vẽ theo một cái phong cách là gạch chéo, gạch theo nét chéo. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có mấy cái tùy chọn Direction Balance thì sẽ đảo chiều của cái nét bút bằng cách là kéo cái trường Direction Balance này đến một cái đoạn nhất định nào đó, thì các bạn sẽ thấy là cái chiều của nét bút nó sẽ được xoay chuyển. Stroke Length thì là cái nét dài hay nét ngắn. Đây, sang trái thì hầu như là chúng ta sẽ không thấy rõ lắm, hơi gợn lên cái nét thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta kéo nó sang phía phải này thì càng ngày chúng ta sẽ càng thấy cái nét bút nó sẽ mô phỏng, nó sẽ trở nên dài hơn. Sharpness thì đương nhiên là nó làm cho sắc nét lên rồi, cái này thì rất là đơn giản và trực quan. Chúng ta kéo cái con trường một chút là chúng ta sẽ thấy là nó tăng hay giảm cái độ tương phản ở những cái nét ở trên cái màn hình. Crosshatch thì nó là một cái thứ mà nó đan xen, cũng là nét chéo nhưng mà thay vì chéo về một chiều giống như là cái Angle Stroke thì bây giờ chúng ta có gạch theo hai chiều theo kiểu chữ thập. Đấy, thì nó cũng có các cái tham số như là Stroke Length, nét vẽ dài hay ngắn, Sharpness tương phản mạnh hay nhẹ, đúng không? Đấy, và Strength thì nó tăng cái độ mạnh của cái công cụ này lên và nó làm cho mọi thứ nó có vẻ là sáng lên hay là tối đi theo cái cách mà chúng ta sử dụng Strength này. Dark Stroke thì sao? Dark Stroke thì cũng hơi giống như một cái phần mà chúng ta nói trên, tức là nó sẽ nhấn rất mạnh tới những cái vùng tối. In Outline thì nó cũng sẽ vẽ các cái nét bao xung quanh những cái khu vực và giống mô phỏng giống như là các cái nét vẽ bằng bút mà chấm mực ấy. Đấy, các nét vẽ dài hay ngắn, Dark Intensity, mật độ các nét đấy nhiều hay ít, mật độ càng nhiều thì cái vùng đen nó càng nhiều. Đấy, Light Intensity là tăng giảm can thiệp vào bằng cái làm cho nó sáng lên hay là nó tối bớt đi theo cái chiều chúng ta kéo sang trái hoặc sang phải. Splatter thì là một cái cách vẽ mà nó theo kiểu chấm đốm màu, nó giống như là một cái gì đó mà chúng ta soi nó xuống mặt nước, nó hơi rung rung, hơi gợn gợn lên thì nó làm cho cái bức vẽ của chúng ta nó trở nên rung rinh hơn. Sprayer Stroke thì nó cũng là cái kiểu nghiêng, nhưng mà lúc này thì nó sẽ hơi giống như là cái thao tác mà vẽ lại một cái gì đó nhưng không phải bằng bút thông thường hay bằng các công cụ mà chúng ta đã đề cập tới, mà nó sẽ hiển thị theo cái cách là vẽ bằng hộp sơn xịt. Các bạn sẽ biết hộp sơn xịt không ạ? Đấy, hộp sơn xịt thì người ta bấm xịt thế này và người ta cứ tô một cái vùng thì người ta sẽ tô đi tô lại, tô đi tô lại bằng các cái đường chéo di tay như thế này, thì cái bức hình này nó cũng sẽ được hiển thị theo cái quy tắc giống như thế. Nó sẽ làm ra những cái thuật toán để mà nó dịch chuyển các điểm ảnh đi theo các đường chéo gì đi gì lại, giống như là cái thao tác mà người ta cầm cái bình sơn xịt để người ta vẽ.
Sumiye, cái này thì cũng nhấn vào các cái phần vùng tối. Đấy, trong đó thì các bạn sẽ thấy là stroke width này, stroke pressure và contrast. Đấy là ba cái con trượt sẽ được sử dụng ở trong cái trường hợp này. Chúng ta có thể kéo cái stroke width này để can thiệp vào cái độ dài của các nét được thể hiện ở trong bức tranh. Stroke pressure thì cái này nó sẽ là cái nét vẽ mạnh hay nhẹ. Nét vẽ càng mạnh thì màu đen nó càng nhiều. Đấy, thế còn contrast nó sẽ giúp chúng ta tăng giảm cái độ tương phản khi mà sử dụng cái bộ lọc này. Thì đấy là cái nhóm bộ lọc thứ hai là brush stroke. Bộ lọc thứ ba, bộ lọc distort. Distort thì nó cung cấp cho chúng ta ba cái phần bộ lọc. Như vừa nãy tôi đã nói rằng là cái phần distort này thì nó có nhiều hơn như thế này nhiều, nhưng mà cái thứ mà được cung cấp ở trong cái filter gallery thì nó chỉ cung cấp cho chúng ta ba trường hợp thôi. Một là diffuse flow, hai là glass và ba là ocean ripple. Trong đó cái diffuse flow này thì nó đưa ra các cái quầng sáng, nó đưa thêm vào. Đấy. Hơi hơi giống một chút so với lại cái artistic, cái phần mà film grain, nhưng mà ở đây thì nó đưa ra là cái quầng màu trắng đó. Glass, glass thì nó sẽ giúp chúng ta mô phỏng một cái bức tranh mà được nhìn thông qua một cái kính ở đằng trước. Kính này không phải kính trong mà là kính hoa râu, kính sần. Do đó thì các bức ảnh nó cũng bị chịu ảnh hưởng của cái độ sần sùi lồi lõm ở trên cái bề mặt của cái kính, mà nó cũng sẽ có một cái sự phá cách theo cái lăng kính mà chúng ta đang đặt ở bên trên. Đấy thì về chúng ta sẽ có một số các cái con trượt, ví dụ như là distortion. Chúng ta càng kéo cái con trượt sang phía bên phải này, có nghĩa là cái kính nó càng sần nhiều. Đấy, và nó làm cho chi tiết nó nhòe đi nhiều hơn. Smooth là làm mềm, là mượt, thì cái này chúng ta tùy vào cái yêu cầu mà chúng ta sẽ kéo khi mà quan sát ở trên thực tế. Nó sẽ can thiệp vào cái mặt kính này, cái hoa râu to hay nhỏ. Đấy, độ sần, scaling, tỷ lệ của các cái bề mặt. Ở đây chúng ta có block này, có canvas này, có froster, có tiny land. Thì mỗi một cái kiểu như thế này thì nó lại cho một cái kiểu gọi là biến đổi ở trên cái chất liệu, cái glass nó hoa văn nó to như to nhỏ xếp thành hình gì. Thế còn cái ocean ripple này thì nó là một cái dạng mà mô phỏng một cái hình ảnh được in xuống cái mặt nước, mặt biển, và cái việc có một cái sóng nào đó, có một cái sự gạt nào đó, dịch chuyển nước nào đó thì nó làm cho cái bề mặt nó sẽ rung rinh, hoặc là gió thổi chẳng hạn, bề mặt bể nước biển nó rung rinh đi thì tất cả những cái hình mà nó in bóng xuống đấy nó cũng sẽ bị rung lắc theo theo cái sóng dịch chuyển đó. Thì chúng ta sẽ có hai cái trường ripple size đấy và cái ripple magnitude, cái bước sóng dài hay ngắn, và cái độ gợn sóng nó liên tục hay là nó ít thôi, thì tùy vào cái yêu cầu mà các bạn sẽ kéo con trượt này để điều chỉnh cái tham số. Sau cái distort thì chúng ta có một cái bộ lọc gọi là bộ lọc sketch. Sketch thì nó mô phỏng chúng ta những cái thứ mà nó làm giản lược hóa cái bức hình đi theo các cái phong cách khác nhau, giống như là các cái bức vẽ phác thảo, các bức phác thảo. Và thường thường thì trong các trường hợp như thế này thì nó sẽ lấy theo cái màu tiền cảnh nó can thiệp vào trong bức hình của chúng ta. Đấy, bây giờ chúng ta thiết lập thử lại một cái mẫu khác đây. Thế bạn thấy rằng là thứ nhất là cái màu mà chúng ta thiết lập ở trong màu tiền cảnh nó sẽ có vai trò nhất định ở trong cái phần sử dụng cái bộ lọc sketch này.
tông màu, cái ô màu màu tiền cảnh của chúng ta đang để màu gì thì nó sẽ tác động, nó sẽ nhuộm cái màu đó vào trong cái bức hình của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ thấy rất là rõ là cái độ chi tiết của các bức hình nó sẽ được can thiệp bởi các hai cái trường detail và smooth. Detail này kéo càng lớn thì các cái chi tiết nó càng lớn, nó càng kỹ. Thế còn cái smooth này chúng ta kéo càng lớn thì nó càng làm nhòe các chi tiết và do đó thì nhìn không rõ, và đồng thời là các bạn nhìn thấy là nó sẽ được phủ thêm một lớp màu của cái ô tiền cảnh được vào đây. Đấy. Vẽ bằng phấn màu đó. Đấy, sketch chrome thì nó lại theo một cái phương pháp nó hơi khác này một tí. Vừa nãy chúng ta có một cái thứ ở phía trên này artistic thì chúng ta có một cái nó gọi là plastic wrap, thì ở đây cái chrome này nó cũng có cái tính chất hơi giống, tức là đổ cái lớp kim loại lên trên cái mặt cái bức hình. Contour crayon, phấn màu. Đấy. Phấn màu thì cũng là một cái cách vẽ mà nó tương đối là giảm lượng màu, thì nó vẫn lấy từ màu gì đấy ạ, màu ô tiền cảnh. Đấy. Can thiệp vào chất liệu giấy mặt, giấy sần nhiều hay ít. Đấy. Phủ màu foreground nhiều hay ít. Background là màu hậu cảnh. Ở đây thì nó sẽ can thiệp vào hai tham số, một số điểm thì nó sẽ lấy màu theo màu hậu cảnh, một số điểm thì nó sẽ lấy màu theo màu tiền cảnh. Đấy. Tiền cảnh của chúng ta để xanh, hậu cảnh chúng ta để trắng. Đó. Do đó thì nó sẽ giản lược cái bức hình ra theo cái cách vẽ mà bao gồm sự can thiệp của hai màu tiền cảnh, hậu cảnh vào thay thế cho màu gốc. Đấy. Thế còn ở đây có cái ánh sáng chiếu theo chiều nào, do bắt đầu có cái tính chất chất liệu, do có cái sự sần sùi của chất liệu cho nên là cái chiều sần sùi, chiều sáng nó cũng ảnh hưởng nhiều tới cái cách hiển thị của cái này như thế nào. Do đó thì chúng ta cũng cần lưu ý xem là chúng ta đặt nó ở cái độ chiều sáng như thế nào. Tiếp nữa, graphic pen, cách vẽ bằng bút. Đấy, cũng theo một cái chiều nào đó. Trong đó thì cũng can thiệp vào đây bằng màu tiền cảnh. Đấy. Giống như các bạn bức vẽ phác họa bằng bút sắt. Và các bạn có những cái chiều thể hiện horizontal, left, vertical, nét thẳng, nét trái sang, nét phải sang, rồi thì nét gạch ngang. Đấy, thế còn chi tiết đến đâu thì chúng ta có thể bằng việc thay đổi cái tham số này thì chúng ta sẽ làm cho chi tiết nó hiển thị kỹ. Hát tông thì thể hiện theo kiểu gọi là chấm đốm, theo kiểu in offset bằng các cái những cái đốm màu đây này. Note paper giấy sần trông như kiểu là hơi có cái chất gọi là khắc nổi ở trên một cái giấy dày. Photocopy thì cái này thì chúng ta rõ rồi đúng không, chụp lại sao chụp lại, detail rõ đến đâu thì do cái con trượt này, độ tối, độ chi tiết mảng lớn đến đâu thì do cái darkness này. Đấy. Plaster, stem, term edge thì phần lớn những cái này thì nó cứ mô phỏng theo một cái cách gọi là đưa một cái chất liệu gì đó vào hoặc là một cách vẽ gì đó vào. Ví dụ plaster này thì lại hơi giống cái kiểu gọi là phủ plastic lên này đây. Đấy. Stem in lại, khắc lại, in lại. Reticulation thì cũng là một cái dạng nó giống như là vẽ trên men, nhưng mà đây có mỗi cái này là rất là đặc biệt,
thì nó không cần quan tâm nhiều tới cái wallpaper này, thì nó không cần quan tâm nhiều tới màu tiền cảnh, hậu cảnh là cái gì. Nó vẫn giữ cái gốc là cái tông màu của cái bức ảnh đó. Đấy, tông gốc. Thế nhưng mà nó cho chúng ta can thiệp vào mấy giá trị brightness, fine blend. Và contrast. Cái này thế nếu mà nhìn kỹ thì chúng ta giống như là một cái tranh tranh thêu, tranh đan đấy. Đấy thì đây là cái bộ lọc Sketch Stylist, thì nó cung cấp cho chúng ta duy nhất một cái thôi, Glowing Edge. Thì cái này nó mô phỏng cho chúng ta một cái cảnh giống như là về đêm, và các cái đồ vật hay là các cái chi tiết ở trong cái bức tranh nó sẽ được phân định ra bằng các cái vùng ranh giới, và những vùng ranh giới này trông sẽ được làm sáng lên giống như là chúng ta mắc cái đèn neon trang trí vào những cái ranh giới giữa các cái mảng này. Thế còn texture thì sao? Texture thì nó cung cấp cho chúng ta một số các cái tùy chọn để thể hiện trên một số chất liệu nào đó, trên phần cancellation này thì các bạn sẽ thấy là nó hơi giống như là trên giấy sần, bìa sần này, grain này thì hơi giống như là phim grain ở trên này, nó sẽ đưa thêm hạt nhiễu vào làm cho xốp bề mặt lên. Mosaicize hơi giống cái này, nhưng mà một cách nào đó chúng ta thấy rằng nó giống như là một cái tranh mà được ghép bằng nhiều mảnh con, các bạn có thể hình dung nó hơi giống như cái kiểu gỗ ghép gốm sứ, trong con đường gốm sứ ở trên đê ấy. Đấy. Patchwork thì nó chia bức ảnh ra thành nhiều cái mảnh nhỏ như thế này. Cái này thì là một dạng biến đổi, nó hơi giống như là những cái bức tranh mà chúng ta thấy ở trong những khu bếp hay là khu nhà tắm ấy. Nó hay có những cái đồ án trang trí nó in lên trên gạch men, và khi mà ốp lát vào nhau theo một quy tắc nào đó thì nó sẽ đầy đủ ra thành một cái bức tranh. Thì đây nó phân ra nhiều cái khu vực miếng nhỏ như thế này, và bằng cách là chúng ta tăng hay giảm cái tham số size này thì chúng ta sẽ có những cái viên gạch ghép nó ở cái tỷ lệ to hay nhỏ. Steiner Glass thì cái này nó mô phỏng theo cái cách là thể hiện những cái bức tranh kính màu, ở thường là sẽ để ở cửa sổ, vừa là một phần là lấy ánh sáng vào, một phần là tạo thành các bức tranh trang trí. Nếu mà chúng ta gặp thì bây giờ thường gặp thì có lẽ là ở trên các cửa sổ nhà thờ. Thế nó có những cái mảnh miếng như này, và ở giữa thì nó sẽ được gắn vào, ghép vào với nhau bằng các cái thanh đỡ bằng chì. Đấy, thế nhưng cái này thì các bạn sẽ thấy là nó có nhiều mảng miếng. Border Thick thì cái này nó sẽ làm cho cái phần nối giữa các cái mảng này nó dày, nó mỏng. Cell Size thì là nó sẽ làm cho các cái mảnh mô phỏng kính này nó kích thước nó to hay nó nhỏ. Tất nhiên là càng to thì nó càng mất hình đi. Đó. Được rồi. Thế còn Texture thì nó cũng sẽ giống một số cái ở trên này, tức là nó mô phỏng cho chúng ta là cái hình này được vẽ lên, được in lên trên cái chất liệu như thế nào, thì nó cung cấp cho chúng ta những cái chất liệu khác nhau. Đấy. Nó cũng vẫn bao gồm mấy thứ mà chúng ta đã đề cập vừa nãy, brick này, burlap này, canvas và sandstone. Thì mỗi một cái chất liệu thì nó sẽ lại cho chúng ta thấy một cái hình ảnh nó hơi khác lên một tí, tùy vào cái độ mềm, độ sần sùi của cái bề mặt. Thì bằng cách là cung cấp một cái môi trường làm việc mới thì nó sẽ cho chúng ta xem kết quả rất là tốt. Tại vì sao? Tôi nói rằng là bộ lọc thì có nhiều, nhưng mà không phải cái nào nó cũng được đưa vào trong Filter Gallery. Thì vấn đề là bộ lọc nó chia ra làm nhiều loại. Có loại thì chỉ bấm vào những kết quả, có loại thì cho phép là quan sát trước. Đấy, có loại thì ra dạng tham số vân vân. Thế thì những cái bộ lọc mà thuộc cái dạng gọi là không có xem trước hoặc là ít được can thiệp thì chúng ta sẽ không thấy nó ở trong này. Đấy, ví dụ như là chúng ta sử dụng cái bộ lọc gọi là bộ lọc trong nhóm blue này chẳng hạn. Đây,
các bạn xem thử. Trong blue chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy rằng là blue thì tác dụng của nó thì cũng giống như là cái công cụ blue này thôi, tức là làm mờ làm nhòe cái phần mà được chúng ta di chuột lên. Thế còn ở đây thì không có chuột mà nó sẽ làm việc ở trong cái phạm vi vùng chọn hoặc là trong toàn bộ cái layer. Tuy nhiên là cái lệnh này là cái lệnh mà chúng ta chỉ bấm vào những kết quả, không can thiệp được vào các tham số của nó. Và chúng ta bấm xong rồi chúng ta chỉ có quan sát. Nếu mà chưa cảm thấy hài lòng thì có thể sử dụng thêm. Ví dụ như trong filter này thì chúng ta sẽ có một cái lệnh ở phía trên là lệnh Ctrl F. Lệnh này thì sẽ cho phép chúng ta nhắc lại cái bộ lọc mà vừa dùng gần nhất với đúng tham số như thế. Thế ví dụ như một lần tôi thấy không đủ thì tôi nhấn Ctrl F, nó lại làm thêm một lần nữa. Đó. Thế thì đấy là cái dạng phổ biến luôn, là đại diện luôn cho cái dạng bộ lọc là không có can thiệp mà chỉ nhận kết quả. Hoặc là một số dạng khác là như thế này, chẳng hạn như là chúng ta thấy có một số cái ví dụ như distort. Vừa nãy chúng ta nói tới cái gì nhỉ, ripple này đúng không, rồi đâu nhỉ, vừa nãy filter gallery ở đây, distort thì chúng ta chỉ có diffuse glow glass và ocean ripple. Đấy, thế thì trong này thì nó lại cung cấp cho chúng ta những cái gì? Distort này. Đấy. Displace này, pinch, polar, coordinate, ripple, shear, sphere, twin, wave, zigzag. Những cái này là hầu hết là đều mô phỏng những cái bộ lọc mà nó đi theo cái kiểu gọi là rung động hay là xoay xoáy của nước. Đấy, ví dụ như là ripple này. Đây, tôi sẽ có một dạng nữa là chỉ cho xem ở trong cửa sổ con thế này thôi. Đấy, có can thiệp vào tham số, có con trượt nhưng nó không cho phép tôi nhìn toàn bộ mà chỉ có cho một cửa sổ con bằng cách là đưa chuột vào đây và kéo các cái kéo ở trên khung hình để dịch chuyển sang các khu vực khác nhau để xem là những cái khu vực này khi mà chịu tác động của bộ lọc thì trông nó như thế nào. Và cái thứ hai nữa là có một cái phần mà chúng ta cần nhớ là khi mà chúng ta bấm chuột và chúng ta không có kéo gì cả thì nó sẽ cho chúng ta xem cái nguyên bản của bức ảnh nếu như mà chưa áp dụng bộ lọc vào thì như thế nào. Nhả chuột ra thì sẽ nhìn thấy là sau khi mà bộ lọc tác dụng vào thì trông nó như thế nào. Đấy, thì các bạn có thêm cái amount, các bạn kéo như thế này để các bạn có thể xem là sóng lớn hay sóng bé, đó, mật độ dày hay mỏng. Và cái size thì ở đây chúng ta có ba cái loại: small này, sóng nhỏ, sóng gợn này, medium này, trung bình này, và large thì cái bước sóng nó rung động nó lớn. Đấy, thì các bạn xem là khi chúng ta kéo con trượt này thì nó làm cho sóng rung như thế nào, sóng nhiều, rung nhiều, rung ít. Đấy, và làm cho cái hình nó gợn theo như thế nào. Shear. Đây, phần này thì nó cho chúng ta can thiệp bằng cách là kéo cái sơ đồ. Các bạn nhìn thấy có một cái khung hình vuông, một cái bức ảnh quan sát nhỏ trong này, bằng cách là bấm vào các cái điểm mới ở trên cái đường thẳng này, các bạn kéo này, đây này, quan sát này. Đấy, thì chúng ta có thể là tạo ra những cái độ uốn nhiều hay uốn ít bằng cách là kéo các cái đường này. Và khi chúng ta kéo các cái đường này thì chúng ta sẽ làm cho cái bức ảnh của chúng ta nó co kéo theo, uốn lượn theo. Cái này thì dùng trong trường hợp nào? Dùng trong trường hợp ví dụ như những người mà làm thiết kế mà lại hay làm cho những cái đơn vị mà về gạch ốp lát chẳng hạn, hoặc là gỗ. Đấy, thì họ có thể là tạo ra những cái vân gỗ giả gỗ đấy, thì người ta sẽ dùng cái này. Chút nữa tôi có thể lấy một cái bài mẫu để cho các bạn xem là người ta tạo ra cái này như thế nào.
Sphere. Sphere thì nó lại đưa cho chúng ta một cái môi trường khác, đó là quan sát một cái gì đó qua một cái, qua một cái quả cầu. Đấy. Này, bằng cách là làm cầu lõm hay cầu lồi thì nó sẽ làm cho hình của chúng ta nó hút vào phía tâm hay là cong vòng ra như thế này. Chúng ta có một số tùy chọn khác nữa: horizontally only, vertical only và normal. Thế tùy thuộc vào ba cái chiều đó, đồng thời là kéo con trượt sang phải sang trái để chúng ta quan sát là cái đối tượng này nó bị cong, nó bị bẻ hình đi ở trên cái khối cầu như thế nào. Đấy, lõm vào hay là lồi ra. Đây, kết quả. Đó, trông rất giống như là chúng ta đang nhìn cái gì đó qua một cái vật thể hình cầu, thủy tinh cầu chẳng hạn. Train, cái này thì vặn xoắn. Này, quan sát. Vặn xoắn này. Những cái gì mà tạo ra một cái cảm giác giống như là xoáy nước chẳng hạn thì người ta sẽ dùng cái này. Tiếp nữa, chúng ta có wave. Thì sóng lần này thì sóng phức tạp hơn. Sóng có thể trồng nhiều lớp sóng khác nhau. Wavelength, độ rộng, độ lượng của sóng, mật độ, bước sóng dày hay mỏng. Đây, độ sâu của bước sóng, tỷ lệ, mỗi tham số này khi mà chúng ta thay đổi thì nó sẽ làm cho tác động vào cái hình sóng nó được gán lên trên cho bức ảnh, và thông qua đó thì làm cho cái bức ảnh chúng ta là uốn lượn nhiều hay ít, cái mật độ bước sóng dày hay mỏng. Đó, cái bước sóng này cao hay thấp dẫn tới là cái đỉnh và cái đáy của bước sóng này nó sâu hay là nông. Zigzag này cũng sóng, nhưng mà sóng này là sóng theo kiểu là từ tâm. Để ví dụ các bạn thấy mặt nước nó tĩnh, ném cái gì đó xuống một cái bắt đầu nó lan tỏa dần các vòng tròn ra ngoài, thì đây chính là cái kiểu đấy. Chúng ta còn có thêm một số các cái khác nữa, ví dụ như là noise này. Noise thì là chúng ta sẽ có F-noise này. Noise thì hơi giống như là cái bộ lọc vừa rồi chúng ta đã từng nói. Thêm các hạt nhiễu vào đây. Mật độ nhiều ít là do cái âm học. Ngoài ra thì còn có một vài tùy chọn uniform Gaussian, nó thêm dày lên, hoặc là nếu monochrome thì nó sẽ biến đổi ra thành cái hạt là nó theo cái chất là đen trắng chứ không phải hạt màu nữa. Có thể là chúng ta sẽ dùng những cái này để làm, thường thì một bộ lọc thì rất là dễ dùng. Chúng ta bật lên, chúng ta gia giảm các tham số, chúng ta quan sát một chút gia giảm các tham số thì là chúng ta đã áp dụng được cái bộ lọc đấy vào rồi. Nhưng mà tuy nhiên là nếu mà chúng ta muốn làm cái gì đó mà nó trở nên phức tạp hoặc là nó đạt một cái hiệu quả nào đấy thì thường đấy là một cái việc kết hợp giữa nhiều bộ lọc chứ không phải là một bộ lọc duy nhất. Đấy, việc kết hợp thì kết hợp cái gì với cái gì trước cái gì sau thì cái đấy nhiều khi là nó cũng sẽ phụ thuộc rất là nhiều kinh nghiệm sử dụng. Thực ra thì sử dụng bộ lọc đơn thì vô cùng dễ, nhưng muốn kết hợp nó trở thành một cái gì đó hiệu quả thì chúng ta sẽ phải, thứ nhất là đi học những người mà người ta đã làm trước này. Đấy, để học theo một vài bài nào đó của người ta để chúng ta nắm được. Sau đó thì chúng ta mới thử nghiệm dần dần. Sau đó thì nó thành kinh nghiệm của mình thì mình bắt đầu thêm các cái thử nghiệm khác và những cái cách phá cách, những cái cách làm thử nghiệm của chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ tìm ra nhiều thứ. Ví dụ như là
chẳng hạn như là chúng ta thử một vài cái này, cái noise chẳng hạn, đúng không ạ? Khi mà tôi chọn add noise và tôi cho nó thật điệu cao lên như thế này chẳng hạn, đấy là sau đó thì tôi có thể là sử dụng thêm một vài cái bộ lọc chẳng hạn như là Motion Blue chẳng hạn. Như thế này tôi có thể tạo ra một cái chất liệu giống như là cái chất liệu nhôm xước chẳng hạn. Đó. Đấy thì cái này thì là một cái không ra, nhưng mà khi mà chúng ta dùng nhiều cái, chạy một cái gì trước chạy cái gì sau vân vân, thì lúc này thì chúng ta mới tạo ra được những cái hiệu quả như thế. Thế còn noise này thì còn một vài cái, ví dụ như là chúng ta thấy là thường là nó sẽ nói đến nhiễu hay là nói đến những cái bẩn ở trên bề mặt đấy, thì chúng ta có một số cái ví dụ như the speaker, dust and scratches vân vân, thì những cái này nó thường trước đây thì hay được sử dụng nhiều. Khi mà những cái cung cấp nguồn tài liệu nó chưa nhiều thì đôi khi người ta sẽ lấy bằng các cái nguồn là quét ảnh từ máy scan vào, sau đó thì đưa vào máy tính để xử lý. Thế nhưng mà thường những cái bức ảnh như thế thì thường nó sẽ bị nhiễu, nó sẽ bị bẩn vân vân, thì người ta sẽ sử dụng những cái công cụ như là Despecker và Dust Crushes này dùng để khử bớt những cái nhiễu, những cái bẩn hoặc là những cái lỗi nhỏ trên cái bức ảnh. Thường thì chọn Despecker trước và nó sẽ tự động tính toán, tự động tìm tòi và cho rằng những cái chỗ nào là nhiễu, là bẩn thì nó sẽ tự động nó xử lý cho chúng ta. Cái này thì cũng giống như là cái Blue vừa nãy, tức là không có cái tham số can thiệp mà nó tự động nó làm, sau đó thì chúng ta mới thêm tiếp cái bước sau, đó là Dust and Scratches này, thì chúng ta sẽ kéo những cái phần Radius và Threshold này để chúng ta ra giảm xem là cái vùng làm nhòe nó lớn hay bé. Khi mà nhòe đi thì những cái điểm lỗi nhỏ thì thường nó sẽ bị lẫn vào sang những cái điểm khác, thì nó sẽ giấu cái nhiễu đi, giấu cái lỗi đi. Đấy, thế thì cái Radius này là sẽ giúp chúng ta là giảm kiểu như thế. Nó làm cho nhòe các cái thứ đi thì nó sẽ bớt các cái chỗ bị lỗi và bị bẩn, thì thường là người ta sẽ đi một cặp như thế. Đấy, tương tự như thế thì cũng còn rất là nhiều cái, ví dụ như là chúng ta có cái sharpen chẳng hạn, thì lại ngược lại với cái thao tác noise hay là blue đó. Đấy thì người ta sẽ làm sắc nét các thứ ra, thì người ta sẽ làm bằng cái này. Đấy. Thường thì ví dụ như noise vừa nãy tôi nói là người ta sử dụng cái Despecker và dust scratches này khi mà xử lý một cái bức ảnh quét từ cái scanner vào. Thế nhưng mà sau khi đến làm xong đến đấy thì người ta sẽ làm sharpen và người ta làm thêm một cái tùy chọn nữa là unsharp mask, làm ngược lại một chút để làm sắc nét ngược trở lại. Đấy, sau khi mà làm nhòe đi để xóa lỗi thì người ta sẽ cần căn chỉnh lại cho nó sắc nét lên, thì thường là người ta sẽ sử dụng luôn cái unsharp mask này đi kèm theo. Cũng có một vài cái nữa cũng tương đối là đặc biệt, ví dụ như trong nhóm blue thì chúng ta có vài cái. Blue là không can thiệp nhé, blue more cũng là dạng không can thiệp nhưng mà nó sẽ mạnh gấp đôi so với blue. Nếu như chúng ta muốn đánh nhòe cái gì đó đi mà chúng ta thấy sốt ruột làm nhanh thì chúng ta sẽ chọn blue more. Trong cái này thì có một vài cái mà chúng ta cần lưu ý, ví dụ như là cái Gaussian blue hay là motion. Đấy. Radiant blue. Đấy, ví dụ radiant thì chúng ta có một cái hai cái tùy chọn spin làm nhòe theo tâm tròn. Đấy, và có một cái dạng nữa đặc biệt hơn, đó là cái zoom thì nó sẽ làm theo một cái điểm tụ như này. Tôi muốn nó nhòe vào đâu thì tôi sẽ kéo cái này, ví dụ đây tôi muốn người ta tập trung nhìn vào cái mũi thuyền chẳng hạn, ví dụ này, nó giống như là khi mà chúng ta đang quay một cảnh xa, chúng ta
kéo ống kính để cho nó tập trung vào một cái chi tiết nào đó, thì nó giống như là chúng ta đang lia ống kính ở đấy, zoom nhanh, zoom gần, zoom xa vào một điểm nào đó. Ngoài ra còn một số cái nữa, ví dụ như là thằng render cũng có một số cái như thế này. Ví dụ như là clouds này thì nó sẽ cho chúng ta là tạo ra một hiệu ứng giống như mây. Cái này thì nó không cần quan tâm là bức ảnh của chúng ta nó là cái gì, nó luôn luôn sẽ phối trộn theo một cái quy tắc là màu tiền cảnh, màu hậu cảnh, hai thằng phối với nhau một cách ngẫu nhiên. Đây ví dụ. Và sau đó thì chúng ta sẽ làm theo cái lệnh là Ctrl F. Nhắc lại, vì sao mỗi một lần cái này nó trộn với nhau thì nó theo một cái tỷ lệ ngẫu nhiên, không lần nào giống lần nào. Do đó thì tôi cứ Ctrl F cho tới khi nào mà nó thay đổi tỷ lệ phối trộn giữa các cái phần tiền cảnh và hậu cảnh, tạo thành những cái giống như là trời xanh mây trắng thế này. Khi nào mà tôi cần tạo một cái mây nào đó thì tôi có thể là ấn Ctrl F cho tới khi nào mà tôi tìm được một cái phác đồ mà tôi thấy nó tạo ra được một cái tỷ lệ nó giống là cái tôi cần thì có thể là dừng lại. Sau cái đấy thì chúng ta lại có một cái nữa nó gọi là different clouds này. Thì lúc này thì nó cũng vẫn phối theo cái cách là tiền cảnh hậu cảnh như thế, nhưng mà đồng thời nó sẽ lại tạo thêm cho tôi cái âm ba. Tất nhiên vẫn theo nguyên tắc ngẫu nhiên thôi, đổi liên tục. Và những cái người mà làm về gạch lát rất hay sử dụng cái này để tìm các cái kiểu vân đá khác nhau. Đấy. Để tạo ra các thứ, các mẫu gạch lát thì người ta sẽ sử dụng cái này. Chúng ta còn có trong render này, chúng ta còn có một cái lệnh tương đối hay là cái phần land flare, thì nó sẽ giúp chúng ta tạo ra một cái phần giống như là cái tia sáng chiếu ở trong bắt ngược một cái tia sáng ở trong ống kính khi mà chụp ảnh của quay phim gì đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là mình có thể đặt những cái tia sáng này vào trong bức ảnh. Chúng ta có thể dịch chuyển nó nếu chúng ta muốn đó. Nhắc cao, nhắc thấp, dịch chuyển góc. Chúng ta có các kiểu ống kính, nhớ không? 500 đến 300 mm zoom này, ống 35 mm prime này, ống 105 mm prime, move prime, thì mỗi một cái như thế này nó sẽ cho cái quầng sáng lóe khác nhau, đồng thời cái brightness, cái độ tương phản mạnh hay yếu của cái quầng sáng bắt ở trên máy ảnh ở trong ống kính thì sẽ do con trượt này nó tác động. Đấy, bằng cách như thế này thì chúng ta có thể là tạo ra những cái hiệu ứng giống như là một cái quầng sáng nó hắt vào trong cái ống kính lúc mà chúng ta chụp. Đấy, ngược sáng mặt trời, ngược sáng đèn cao áp chụp buổi tối chẳng hạn, thì chúng ta có cái này. Hoặc là ở các cái phiên bản tương đối mới về sau này thì nó cung cấp cho chúng ta thêm một số các cái thứ mà cũng tương đối đặc biệt một chút. Này ví dụ như các bạn thấy là chúng ta có một cái gọi là cái frame này, nhưng mà cái này thì nó lại yêu cầu chúng ta phải vẽ trước một cái path. Đây chúng ta thử xem nhé. Trước hết là chúng ta sử dụng công cụ pen, chúng ta vẽ ra một cái path đã. Sau khi có path rồi thì tôi mới có thể sử dụng được cái này, render frame. Lỗi rồi, cái này nó sẽ tạo ra một cái vệt dần như lửa cháy ấy, nó chặn theo cái path.
bát khác xem nào. Xem nó tính toán là sao. Một APM à. Thế thì nó bị lỗi một phần gì đó ở trong cái phần mềm này rồi. Thôi được rồi, thế tạm thời bỏ qua cái này. Xem giới thiệu thử xem cái thằng khác nhé. Picture frame. Bỏ thử cái khác xem nào. Vẫn lỗi. Thế thua rồi. Lỗi thì không giới thiệu được cái thằng này rồi. Hay đây, nếu thế chúng ta xem thử. Ngoài cái phần này chúng ta xem thử. Phần lớn cái phần blue thì như chúng ta nói là nó làm mờ, làm nhòe. Và cái phần này nó sẽ áp dụng nhiều trong cái phần mà chúng ta sẽ xử lý để làm về da, hoặc là làm mờ, làm nhòe cái gì đấy. Nhưng mà cái mà rõ nhất hay làm nhất chính là ở trong các studio, người ta chụp ảnh xong người ta hay làm mịn da, mịn riết cho các cô, các cái người chụp đấy. Thì người ta sẽ dùng phần lớn là ở trong cái phần bộ blue này. Tuy nhiên phần Blue Gallery này thì lại là có một cái tính chất nó hơi khác một tí. Cái này thì dùng cho dân nhiếp ảnh nhiều này. Thì chúng ta sẽ có mấy cái phần File Blue, Iris Blue, Tint Sheet, Path Blue, Spin Blue. Thì cái phần này thì nó tương đối là đặc biệt như sau. Khi mà chúng ta làm nhòe thì thường thường một cái bức ảnh chụp thì nó sẽ có cái điểm mờ và điểm rõ. Điểm mờ và điểm rõ nó sẽ liên quan tới cái việc là tiêu cự của ống kính máy ảnh nó đặt vào đâu. Đấy, cái điểm nào mà nằm ở tiêu cự thì nó rõ, điểm nào nằm ngoài tiêu cự thì nó sẽ nhòe. Thế thì ở đây chúng ta có một cái cách làm mà nó sẽ có thể dịch chuyển được cái vùng nhòe, vùng rõ. Đấy. Thế thì cái này nó giống như cái ghim ấy. Tôi có thể ghim vào bất cứ đâu ở trên bảng. Và tại cái điểm mà tôi đặt cái ghim này thì đấy sẽ chính là cái phần tâm của cái phần làm nhòe. Đấy. Tôi có thể tăng hay giảm độ nhòe bằng cách là kéo con trượt ở đây, ở trên cái vòng tròn này. Đấy. Và tôi đặt nó vào đâu thì cái khu vực đó nó sẽ là tâm điểm của nhòe. Những vùng khác thì ít nhòe hơn. Tôi có thể đặt vài điểm khác nhau ở trên bức ảnh. Đấy. Mỗi điểm này tôi sẽ là điều chỉnh nó nhòe ít nhòe nhiều. Thì việc này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là tạo ra những cái vùng ảnh mà nó có thể điều chỉnh tiêu cự, chỗ nét, chỗ nhòe theo ý của mình một cách chi tiết. Hay là vì chỉ có một cái tiêu cự chính, là cái vùng chụp ảnh thông thường nó chỉ có một tiêu cự chính thôi. Chúng ta đặt tiêu cự vào đâu thì chỗ đấy rõ, còn tất cả những chỗ khác thì nó nhòe. Thì bây giờ chúng ta sẽ chủ động hơn trong cái việc là đặt chỗ nào rõ, chỗ nào nhòe bằng cách là thêm bớt những cái này. Thế là đến lúc mà chúng ta xem thì chúng ta sẽ quan sát ở trên này. Đấy, preview, bật preview thì chúng ta có thể nhìn rõ được. Bật hay tắt chế độ preview thì chúng ta có thể quan sát được là nó làm nhòe ở đâu, nhòe như thế nào. Đó, bấm vào cái nút quay này thì nó sẽ khôi phục, nó bỏ hết tất cả những cái điểm mà chúng ta làm đi. Còn nếu mà chúng ta nhấp OK thì nó sẽ chấp nhận cái thao tác đó và nó sẽ làm nhòe ở cái vùng mà chúng ta yêu cầu đi theo cái tham số đó. Thế còn dạng Iris Blue thì nó thay vì đặt điểm thì nó quy ra một vùng như thế này. Đây, các bạn quan sát. Những cái vùng này thì nó sẽ phân định là cái khu vực nào là rõ, khu vực nào là nhòe. Ở trong cái khu vực ellipse này là rõ này, ngoài khu vực ellipse này là nhòe này. Và bằng cách là chúng ta tăng hay giảm cái này thì chúng ta cũng tác động được tới cái vùng làm nhòe ở bên ngoài. Đây, đây, nếu mà tôi kéo rất lớn lên thì nó sẽ nhòe phần lớn ở xung quanh, chỉ còn rõ phần giữa này thôi. Tôi giảm đi thì nó sẽ giảm bớt. Bằng cách là điều chỉnh các cái tham số này. Đấy, theo hình tròn hay là theo hình
hình chữ nhật. Rồi thì những cái này là sẽ điều chỉnh giữa các vùng gì đây ạ? Ở bên trong này là rõ này, chỗ này là trung gian giữa rõ và nhòe này, chỗ này đổ ra là bắt đầu nhòe này. Đây, tôi kéo cái này, tôi kéo cái này thì tôi sẽ điều chỉnh cái vùng vùng trung gian. Đây. Xoay này, kéo này, cho rộng hẹp này. Đấy, là tôi có thể điều chỉnh là cái vùng vùng nào là vùng vùng rõ, vùng nào là vùng vùng nhòe. Tiếp nữa thì chúng ta còn có một thứ gọi là time sheet, thì nó lại theo hàng như thế này. Đây, trong này là vùng rõ, từ cái vạch này đổ đi là chuyển đổi giữa rõ và nhòe, còn từ cái vạch này là nhòe. Đấy, tôi có thể là nhắc nó lên hay là lui nó xuống để tôi điều chỉnh ranh giới giữa các vùng nhòe, vùng trung bình giữa nhòe và vùng rõ. Cũng có thể đặt thêm vài vùng bằng cách bấm thêm vào những cái chỗ mà chúng ta muốn, và tất nhiên là cũng có những cái thứ preview, quay lại, ok hoặc cancel ở đây. Thì thực ra thì những cái thứ này thì nó rất là trực quan. Đấy, các bạn thấy là chúng ta hầu như đều có thể mở ra, bấm thử, thay thế thử các tham số vân vân. Thế còn là để cho nó chạy thì hầu như là chúng ta lưu ý mấy cái như thế này thôi. Nó phân biệt có mấy cái. Một là cái dạng mà bấm vào chạy luôn, thì cái dạng đấy chúng ta không thể can thiệp được bất cứ cái gì, chỉ có thể bấm và nhận kết quả. Dạng thứ hai là bấm xem cửa sổ nhỏ. Dạng thứ ba là bấm xem cửa sổ lớn. Đấy, và có một số thì cho phép can thiệp vào tham số. Những thứ đấy thì hầu như là có thể là thử nghiệm, hầu như là có thể xem được kết quả. Thế nhưng mà cái phần gọi là phối hợp nhiều thứ thì lúc đấy chúng ta cần phải có một vài cái thử nghiệm. Mà cách tốt nhất thì bây giờ chúng ta nên giải quyết là mỗi ngày làm việc thử với cho nó một tí. Đấy, bộ lọc thì rất nhiều, cứ lôi ra thử một tí, thử một tí. Sau đấy, sau khi mà chúng ta nắm được một cách tổng quan về các cái bộ lọc rồi thì chúng ta sẽ nhớ được máng máng và muốn làm cái hiệu ứng như thế này thì mình sẽ lấy cái bộ lọc ở đâu, tên là gì, nằm ở trong cái nhóm nào. Đấy, mà sau khi mà quen thuộc, tương đối quen thuộc rồi thì chúng ta bắt đầu mới tiến bước thứ hai là chúng ta mới kết hợp giữa cái bộ nọ với bộ kia. Đấy, thử nghiệm dần dần. Tuy nhiên ở đây thì tôi lại cũng nói thêm một cái vấn đề là bộ lọc thì rất là mạnh, nhưng mà nó lại tác động cũng rất mạnh vào trong bức ảnh, nghĩa là nó thay đổi vị trí, thay đổi các giá trị của các điểm ảnh, các pixel ở trên bức ảnh để tạo ra được cái hiệu ứng. Và do đó thì để khôi phục lại đôi lúc là rất khó. Thêm một cách thứ hai nữa là người mới học người cũ cũng rất là khó. Nếu như chúng ta vẫn cứ làm việc theo cái kiểu là can thiệp trực tiếp vào các cái điểm ảnh, thế thì có một cái phương pháp khác nó sẽ tốt hơn cho chúng ta, tốt hơn ở cái góc độ là muốn làm thì cứ làm và không sợ nó hỏng, không sợ nó bị thay đổi. Thứ hai là cũng cho phép người khác có thể tham khảo. Thì khi mà chúng ta dùng thì chúng ta chọn filter và chúng ta sẽ sử dụng một cái lệnh gọi là convert to smart filter. Thì các bạn đã từng học và các bạn đã từng biết tới cái đối tượng gọi là smart object rồi đúng không ạ? Và cái smart object đó thì nó sẽ bảo toàn cái tính nguyên gốc của bức ảnh. Thế thì khi mà chúng ta làm việc trên smart object, rõ ràng chúng ta không can thiệp được vào các điểm ảnh đấy, thì mọi thứ nó chỉ đều là một cái lăng kính đặt lên trên để mô phỏng thôi. Và đây, khi mà tôi chọn convert to smart filter, ok, bây giờ tôi sẽ chọn tiếp một cái filter nào đó, ví dụ như là render chẳng hạn đó. Tôi đặt thử một cái sáng vào đây. Đấy, ví dụ thế này. Thế thì bây giờ tôi sẽ có cái gì? Nó sẽ có một cái smart filter nó đính kèm giống như là cái layer style này này. Tôi có thể là tắt hay bật nào mà không làm ảnh hưởng gì tới cái ảnh gốc cả. Đấy, và đồng thời là nếu mà tôi muốn, tôi có thể làm sao đấy ạ? Nhấp đúp vào đây để tôi có thể là gia giảm các tham số. Ví dụ tôi có thể gia giảm opacity
làm giảm cái độ tương tác của cái bộ lọc này với cái bức ảnh thật, hoặc là tôi bấm vào cái lens flare này. Đấy, thì nó cho phép tôi gia giảm các tham số. Và thông qua như thế này thì thứ nhất là tôi muốn thì tôi có thể gia giảm thêm. Cái thứ hai nữa là nếu mà tôi gửi cho ai đó một cái này thì người ta có thể xem được cái cách làm của tôi là làm trên cái công cụ gì, làm trên phương pháp gì để có thể ra được cái hiệu ứng như thế này. Chứ còn nếu mà chúng ta làm trực tiếp ở trên bức ảnh ấy, trường hợp một bộ lọc thì rất là dễ, nhưng mà nếu mà chúng ta kết hợp vài bộ lọc với nhau thì người, kể cả người mà có cái kinh nghiệm, người ta cũng không thể đọc hết ra được các cái bộ lọc được dùng và cái tham số dùng như thế nào. Thì với cách mà chúng ta làm như này, chúng ta có thể là kể cả làm phức tạp lên nữa nhé. Ví dụ đây này, chúng ta chọn thử. Bây giờ ví dụ tôi làm đến hai cái bộ lọc chẳng hạn, thì ở đây tôi vẫn có thể nhìn thấy, mở ra tôi vẫn có thể nhìn thấy là mỗi bộ lọc tên là gì và bộ lọc này dùng gì đây ạ, dùng tham số như thế nào. Đấy, cái này nó rất là quan trọng, là tôi có thể là sửa đổi được và đọc lại được tham số các cái phiên làm việc trước, và bản thân mình có thể khi nào đó mà mình quên mất là cái trước mình làm như thế nào, mình có thể mở ra xem lại, hoặc là người khác xem thì người ta có thể học theo cái cách làm các tham số, làm chọn cái gì kết hợp với cái gì của mình. Đấy, thì đây là một cái thứ mà chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời giờ để làm chủ nó một cách thực sự. Chứ còn chạy được thì rất là dễ, tại vì là cứ bấm là nó sẽ có kết quả. Đấy, nếu mà hiểu được nó và làm ra được những cái hiệu quả, hiệu ứng mà nó vừa mất thì lại không hề đơn giản một tí đẹo nào.